bây giờ đang 15 giờ thì mình đang tổ chức team building ở bãi biển các bạn. Bây giờ mình sẽ ra mình quay cho các bạn xem nhé. Đây là đường vành đai của bãi biển Sầm Sơn các bạn này, rất là đẹp. Mặc dù cái thời tiết thì nó cũng hơi nắng nóng một chút. Đấy, các bạn nghe thấy tiếng âm thanh loa đài rất là nhộn nhịp. Đây là mấy anh em chúng mình hôm nay sẽ chơi team building và tắm biển. Xin chào mọi người. Anh Hưng lên nhảy chúc mọi người một chuyến đi nhất là rồi. Vui vẻ và ý nghĩa. Toàn thanh niên bon hấp các bạn ạ. Vừa thấy quý vị chúng tôi đang chuẩn bị những giải thưởng cho đội chiến thắng của chương trình Team Building buổi chiều ngày hôm nay ạ. Tại thì vừa rồi trải qua cái cơn bão ấy nên có rất nhiều rác ở đây các bạn. Có rất nhiều calo các bạn này. Đấy. Đây là bãi biển Sầm Sơn lúc 15 giờ. Phía cuối kia là sẽ trường lệ các bạn nhé. Thì phía cuối kia thì có một cái đền nữa, nhưng mà nếu mà có thời gian thì mình sẽ xuống mình quay cho các bạn xem. Hiện tại thì đây là một cái bãi biển ở Sầm Sơn cũng khá là đẹp. Cho nhỏ đứng ở hàng đằng trước, các bố các mẹ các cô các chú các bác đứng hàng đằng sau ạ. Ok. Thế phía trong mình thì đang chơi xong đi mới đinh các bạn ạ. Không đi tắm biển. Ok. Xin mời tất cả các anh chị mời đi tắm biển này với bà nội này. Let me hear you. Ok, xin mời các anh chị ạ, tất cả các anh chị ạ. Trẻ có trị giá 3 triệu đồng. Xin mời âm nhạc và số tiền bạn chiếc cùng là một phần quà trên tay của tôi ạ. Sẵn sàng hát cho thật to nhé. Sẵn sàng nhé. Tiếp tiền với đội này được không? Chào luôn nhé. Chào luôn đội này cho nóng nhé. Đội này được chưa? Đội này còn đang ít gọi thêm mà. Vô lên. Let's get louder. Tôi xin phép xếp thật nhanh là xếp thật nhanh. Hai hàng dọc nhá. Chia đều ra, cam lùi xuống. Cố lên. Anh Tú chụp ảnh, anh Tú chụp ảnh giúp em ạ. Cố lên nào, là cố lên nào. Đúng rồi. Rất khỏe. Rất trâu. Rất cường tráng. Ok. Rồi, cảm ơn ông Thanh ạ. Như này chị trèo xuống. Cố lên. Đội cao cổ hú đi ạ. Đội cao vỗ tay cổ hú đi ạ. Đội chuối cổ hú đi ạ. Đội nào cổ hú to nhất. Chạy về. Cho cặp tiếp theo ạ. Chạy về. Ôm về. Mỗi người một cái. Thôi. Chạy về. Người tiếp theo. Cố lên nào. Chạy thật nhanh. Cố lên nào. Ở dưới vỗ tay thật lớn lên. Cố lên nào. Chạy thật nhanh. Đúng rồi ạ, đội cao chơi rất tốt ạ, tăng tốc lên. Đội chuối đang có một những chiến binh thực sự xuất sắc ạ. Đi rất nhanh ạ, đội đỏ tăng tốc lên. Đội đỏ đang tỏ ra rất lung túng. Đội đỏ đang hơi yếu đuối, tăng tốc lên. Cố lên nào. Ba đội cổ vũ đi ạ. Thật nhanh. Mỗi lần 30 giây cuối cùng. Tăng tốc lên ạ. 30 giây. Đội cam chạy thật nhanh. Cố lên nào. Còn 20 giây cuối cùng ạ.
15 giây. Đội đỏ cổ vũ đi, đội đỏ cổ vũ đi ạ. Hôm nay lớn lên. Đội chuối cổ vũ đi ạ. 10 9. Cố lên nào là cố lên nào. Chuối chạy về, chuối chạy về. Cam tăng tốc lên là 6 giờ rồi ạ. 5 4 3 2 2 1 1 hết giờ. Tuyệt vời ạ. Ba đội đã thể hiện một sự ăn ý, một sự đoàn kết khi mà các thành viên liên tục động viên nhau, tiếp thêm sự tự tin cho nhau. Và đội xếp hàng nhanh nhất, chúng tôi xin được phép cộng cho đội màu gì ạ? Màu đỏ 200 điểm. Màu cam và màu chuối 300 điểm. Chia đôi. Vỗ tay, vỗ tay. Đội nào tự tin mình sẽ là đội về bếp giơ tay. Đội nào tự tin mình có đội phó xinh nhất giơ tay. Đội nào tự tin mình có đội trưởng khỏe nhất giơ tay. Bây giờ chúng tôi sẽ dành riêng cho đội trưởng cơ hội để mang về 500 điểm đầu tiên khi dùng sức khỏe của mình. Ok, thật nhiệt tình để tiếp thêm sự tự tin, sức mạnh cho đội trưởng nhé. Bây giờ trong vòng 6 giây, thật nhanh, đội trưởng bế đội phó lên và quay 6 vòng. Thời gian bắt đầu ạ. Bế lên, bế ngang với ạ. Cổ vũ chân lớn. Bế ngang ạ. Cổ vũ đi ạ. Đội đỏ cổ vũ đi ạ. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Quay, quay, quay nào, mình cùng say, say, say. Mình quay, quay, quay. Ok. Ok, xin hỏi đội chuối quay bao nhiêu vòng ạ? 8 vòng. Đỏ bao nhiêu ạ? 6 vòng. Cam bao nhiêu? 10 vòng. 10 vòng. Vỗ tay ạ. Đội cam bị trừ đi 100 điểm bởi vì quay quá nhiều. Đâu bị làm sao đâu anh. Không bị làm sao. Để cho đội phó. Đội phó đang bị tiền đình lên này. Thì mỗi đội được nhận 500 điểm làm vốn ạ. Vỗ tay. Cảm ơn ba đội. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách có tựa đề siêu sao bóng rổ. Rất dễ, chúng ta ném bóng vào rổ mà thôi. Ok, mỗi đội trưởng lên nhận một chiếc rổ về ạ. Tất cả các đội chúng ta lùi xuống ạ. Chúng ta lùi xuống ở khu vực cuối cùng kia ạ. Rồi, bây giờ các đội chú ý này. Chúng ta xem đội chuối làm mẫu trước nha. Đội chuối chúng ta sẽ có một thành viên ạ. Một thành viên chạy lên ạ. Mình chạy lên ạ. Mình chạy lên. Đó, mình đứng ở đây nhá. Rồi, chúng ta giữ thật chặt ạ. Mình đứng ở đây ạ. Đứng đây, đây là điểm. Chúng ta nếu như đứng ở trên này thì sẽ phạm quy ạ. Mình chỉ đứng ngang với cái trụ này thôi ạ. Ok, rồi mình ném đi ạ. Mình ném làm sao thật cẩn thận để bay vào giỏ ạ. Đó, như thế là hỏng ăn rồi nhá. Ấm cả hơi lớn lên nào ạ. Yeah. Cố lên nào là cố lên nào. Thôi để xuống đất luôn anh Tú ơi. Để xuống đất luôn anh Tú ơi. Đè, đè lên, đè lên. Mang bóng về thật gây. Đợi 10 giây để chúng tôi hội ý với trọng tài. Bứt phá bây giờ chúng tôi sẽ cho các đội chọn ngôi sao hy vọng để x2, x3 số điểm hồi lên hoàn toàn có cơ hội để chúng ta vô địch luôn. Bây giờ mỗi đội lên, mỗi đội trưởng chạy lên nhận một bánh xe khổng lồ về ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Tâm nhạc lớn lên. Chuối chơi rất hay ạ, đội chuối đã chơi rất hay ạ. Thế
Và bây giờ cộng thêm 100 điểm cho đội nào chung tay gấp lại bánh xe giúp ban tổ chức đẹp nhất ạ. Tôi lại xin các chị 2 phút nữa để công bố điểm và trao giải. Ok không ạ? Ok không? Ok không anh? Ok. Gái lưu ý chúng ta chỉ cởi một áo ngoài thôi. Đội nào mà cởi hai ba áo trừ điểm. Rồi mình quay đã xong ném sau. Âm nhạc. Quay chụp ảnh có đẹp không? Quay trái đất này là của xin hỏi các anh chị, đội màu cam đến bây giờ tinh thần của nhà mình đang ở đâu? Thôi bé, tinh thần của đội màu đỏ đang ở đâu? Tinh thần các anh chị đội màu chuối như nào? Tuyệt vời, chúng tôi xin chúc mừng đội xuất sắc nhất ngày hôm nay. Đó là ba đội đều xuất sắc nhất, nhưng đội nào là đội giành giải thưởng ấn tượng nhất? Và ngày hôm nay ban tổ chức cảm thấy rất ngưỡng mộ tinh thần của các anh chị. Các chiến binh hết mẹ Vin à? What the hell? Màu chuối. Mình tự tin lên. Màu gì á? Chính xác. Đó chính là màu đỏ. Các anh chị đã đạt giải để đội chơi triển vọng. Chỉ triển vọng thôi. Ok. Và chúng tôi xin được chúc mừng đội ngày hôm nay là đội màu gì á? Màu cam ạ. Các chị đã đạt giải đội chơi có nhiều người cười tươi nhất. Hoàng chuối đâu ăn mừng đi còn gì nữa. Chúc mừng các chị đội màu chuối xuất sắc giành giải đội chơi được khán giả yêu thích. Đấy. Và các chị chúng ta đảm bảo an toàn cho các con này, đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Chúng ta khởi động thật kỹ sau tắm biển. Và xin phép các anh chị gửi tặng món quà xong và công bố kết quả chính thức vào chương trình gala. Xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Vừa thì mình đã quay cho các bạn xem cái team building của công ty mình. Thì bây giờ mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem cái bờ biển của Sầm Sơn về chiều các bạn nhé. Rồi có trận bão này rất nhiều rác. Thank you.
gió mới bão xong lên là bờ biển nó không được sạch các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy thì có rất nhiều rác đấy. Đấy. Đây có rất nhiều khách sạn nó mọc lên để phục vụ khách du lịch. Thì xa xa kia chính là một cái bar ngoài trời các bạn nhé. Đây gần toàn bộ là cái khu biển Sầm Sơn buổi chiều của bãi C và bãi D. Bao tiền cái bánh xe này em? 20.000 à? Pha bơi đi không? Vừa ăn vừa bơi. Đói không con? Đói không? Đói Ha ha ha.